sáng ngày 27 tháng 3 năm 2013, Trung tâm Chính trị huyện Triệu Sơn đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa 110. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hai Hiếu Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đại diện các ban đảng của huyện ủy, 98 học viên của lớp học. Đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp học Đồng chí nhấn mạnh, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên và bồi dưỡng quần chúng ưu tú là việc làm thường xuyên của Đảng. Qua lớp bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú nhằm truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất về Đảng, về lý luận nền tảng, về cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung lực lượng cho Đảng, quyết định sự phát triển vững mạnh của Đảng. Đồng chí đề nghị các đồng chí học viên tập trung nghe giảng, thực hiện thảo luận Nghiên cứu tài liệu, củng cố kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và cuối khóa viết bài thu hoạch đạt chất lượng tốt, thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học và trung tâm đề ra. Tham gia lớp học tập, các học viên sẽ được tiếp thu 5 chuyên đề về những kiến thức cơ bản về quá trình lãnh đạo cương lĩnh, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và những nội dung rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp học phấn đấu cuối khóa có 100% học viên đạt yêu cầu về rèn luyện, trong đó khá giỏi, chiếm tỷ lệ cao.